xem giải bóng chuyền bóng bóng của Quảng Ngãi tự tổ chức. Đây là đội Tem Nghĩa Hành gặp Tem Trà Bồng. Hai đội này đây cũng gọi là duyên nợ nha các bạn. Bóng chuyền Trà Bồng có Lý Dũng, Thanh Tài, Cao Nguyên và Lê Tĩnh. Bên Tem Nghĩa Hành có em Vũ, em Tín, em Nhí và em gì đó mình quen tên rồi. Vừa rồi là cú phát bóng thành công của em Nhí rất tuyệt vời. Và cú phản công của em Dũng số 8 mang lại điểm số 9-3 cho Trà Bồng. Trận đấu rất tuyệt vời. Ném gạch xuống sân của em Nhí đến từ Tem Nghĩa Hành. Tỷ số giờ là 10-12 cho Tem Nghĩa Hành. Đúng không?
Rất là đánh rất là tốt nha các bạn. Đây là những cầu thủ xuất sắc ở nhất trong top của tỉnh không á. Tỉnh Quảng Ngãi. Phối hợp đánh nhanh của em Tính Nghĩa Hành. Em Tính bật rất tốt nha các bạn. Làm cho trà bồng. Vâng, như vậy là set thứ nhất trà bồng thắng Tem Nghĩa Hành 21-16. Giải set thứ hai giữa Tem Nghĩa Hành và Tem Trà Bồng. Ở đây là giải bóng bóng do mấy anh em bóng chuyền Quảng Ngãi tự tổ chức. Thank you.
điều. Số là 64 cho đá bóng. Vừa rồi là cú tấn công của em Vũ có 1 mét thôi nha các bạn, 1 mét thôi. Ghê gớm. Dũng cầu bồng đánh cũng ghê gớm lắm nha các bạn. Đỉnh cầu của anh là cách 4-5 năm trước á, bây giờ thì hơi mập rồi, nhưng mà bắn còn rất là tốt. Sáu cho trà bồng. Trà bồng đánh càng ngày càng hay nha các bạn. Vừa rồi là pha phối hợp đánh nhanh giữa Truyền Hai Nhí và em Tiến Sơn Nam Nghĩa Hành. Ném gạch xuất sân của em Lý Quang Dũng đến từ tim trà bồng, tay phải nhưng mà đánh cầu trái đấy, hiệu quả. Đánh không thành công, bị đem ra bồng chán. Có lẽ những cái đánh nhanh, tổ chức đánh nhanh của em Nghĩa Hành hiệu quả hơn. Thank you.
Dũng cà bồng đến rất hiệu quả, ghi điểm liên tục cho team cà bồng. Điểm số bây giờ là 13-10 cho cà bồng. Vừa rồi là cú đánh phi của em Vũ nhưng không thành công. Sáu cho Nghĩa Hành. Xem giải bóng chuyền bóng bóng ở tỉnh Quảng Ngãi, nhà thi đấu tài chính kế toán, trên sân là hai đội Nghĩa Hành và Trà Bồng, rất là căng thẳng. Những cầu thủ chất lượng của Quảng Ngãi, điểm số 17 đều. Này đỡ gì chứ? Anh cũng tự tin tiểu anh chứ đâu phải nghiệp của anh đâu. Đam mê thích. Thank you.
19 điều, 21 điểm tháng nha các bạn. Ai tới trước là tháng. Không. Xét thứ hai, Kem Nghĩa Hành thắng với tỷ số là 21-20 và bước vào xét chung kết 15 điểm, rất là kịch tính nha các bạn.